lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa chúng Tàu khẳng định, tờ trình số 179 của Sở Giáo dục và Đào tạo gửi Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục cho học sinh sinh viên nghỉ học để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp phát tán trên mạng xã hội là văn bản giả mạo. Lý do, người ký văn bản là ông Nguyễn Thanh Giang đã chính thức nghỉ hưu từ ngày 28 tháng 2 năm 2020. Thứ hai, văn bản cho phép đi học lại hay nghỉ học chỉ có hiệu lực pháp lý khi người phê duyệt là lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Công an tỉnh cho biết sẽ điều tra làm rõ thông tin giả mạo văn bản này. Như vậy, cho đến thời điểm này, văn bản số 1628 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành ngày 28 tháng 2 năm 2020 là văn bản có hiệu lực pháp lý cuối cùng. Theo phương án được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Địa Chúng Tàu phê duyệt, học sinh mầm non, tiểu học, trung học cơ sở sẽ nghỉ học thêm một tuần, nghĩa là nghỉ học đến hết ngày 7 tháng 3 năm 2020 học sinh trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên, học viên, sinh viên các trường trung cấp, cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh đi học lại từ ngày mai 2 tháng 3 năm 2020. Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục tạm ngưng hoạt động ngoại khóa, các hoạt động tập trung đông người liên quan đến học sinh, sinh viên, học viên, tổ chức các buổi chào cờ và các hoạt động giáo dục trong phạm vi từng lớp học, tăng cường thực hiện vệ sinh trường lớp, thiết bị đồ dùng, đồ chơi trong nhà trường các trường học khi phát hiện học sinh sinh viên học viên có dấu hiệu sức khỏe liên quan đến bệnh viêm hô hấp phải báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất và cơ quan quản lý để xử lý kịp thời